Thưa quý vị, chiều tối qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Dệt may 29 tháng 3, cùng dự các Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải. Về phía lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp đến thăm và kiểm tra một số phân xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Dệt may 29 tháng 3, hỏi thăm điều kiện làm việc cũng như thu nhập của công nhân, động viên công nhân giữ gìn sức khỏe, cố gắng hoàn thành tốt công việc, nhất là trong thời gian cao điểm cuối năm, và chúc toàn thể người lao động có một cái Tết no ấm. Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Cổ phần Dệt may 29 tháng 3 cho biết, năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh, song công ty đã nỗ lực hoàn thành các đơn hàng vượt qua khó khăn, đạt tổng doanh thu trên 830 tỷ đồng, bằng 110% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 72 triệu đô la Mỹ, bằng 114% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,5 triệu đồng một người mỗi tháng. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến bề dày lịch sử 45 năm xây dựng và phát triển của Công ty Cổ phần Dệt may 29 tháng 3, luôn song hành cùng sự phát triển của thành phố. Ghi nhận những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, người lao động của công ty trong việc kiên trì phấn đấu, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị trước những tác động to lớn của dịch COVID-19. Chủ tịch nước cũng đánh giá cao Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo sớm tiêm vaccine cho công nhân lao động. Thì quan trọng là các đồng chí đã chuyển trạng thái từ sản xuất bình thường sang trạng thái có COVID và những biện pháp rất cụ thể, giãn cách, ngăn cách, để không lây nhiễm. Nhân đây tôi cũng đánh giá cao Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố cũng thực hiện, các đồng chí đã chỉ đạo sớm tiêm vaccine cho công nhân từ sớm để mà không bị lây nhiễm. Một cái đơn vị mà rằng 4.000 người mà không có ca nào tử vong nữa, không bị lây nhiễm là một cái thành công rất lớn. Chủ tịch nước nhấn mạnh thị trường dệt may hiện có sự cạnh tranh quyết liệt, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 có những tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất. Vì vậy, Công ty Cổ phần Dệt may 29 tháng 3 cần tích cực sáng tạo, tìm kiếm thị trường mới, đồng thời đề nghị lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để công ty tiếp tục phát triển. Thì chúng tôi mong muốn rằng các đồng chí cố gắng tìm hiểu thị trường để phát triển một số sản phẩm mới, chắc chắn mang lại giá trị gia tăng. Thì mong rằng đội ngũ quản lý không ngừng được tiến bộ, mà thành phố Đà Nẵng nói chung của chúng ta cũng phải có đội ngũ điều hành doanh nghiệp giỏi thì đưa đất nước tiến lên, đều một đội ngũ không thể thiếu được trong việc phát triển. Doanh nghiệp thì không phải lớn nhưng mà có yếu tố lịch sử rất quan trọng trong cái tiến trình phát triển của thành phố. Mình cái dịp nhỏ nhưng mà lan tỏa trong cái dòng xe đông người này đã vượt lên. Các đồng chí đã liên tục như thế, phấn đấu liên tục như thế, đó một tinh thần cách mạng đáng được trân trọng và khen ngợi. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu lãnh đạo công ty tiếp tục đa dạng hóa các hình thức chăm lo người lao động, tăng thu nhập cho công nhân để công nhân yên tâm có sự gắn bó lâu dài với công ty, đồng thời quan tâm cải thiện môi trường, từng bước áp dụng công nghệ xanh, xây dựng phân xưởng xanh, nhà máy xanh, phát huy tinh thần từ những ngày đầu thành lập như tên gọi 29 tháng 3, ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng, tiếp tục phát triển lớn mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.